Các đơn vị địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, phấn đấu mở rộng và bảo vệ vùng xanh. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua ngày 29 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nỗ lực bảo vệ vùng xanh, tập trung kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các kiệt hẻm bằng nhiều biện pháp như lắp đặt thêm các camera giám sát, đề nghị quận Cẩm Lệ tăng mức độ kiểm soát chuỗi lây nhiễm tại các địa điểm trên địa bàn quận. Ngành y tế cần có giải pháp trước tình trạng nhiều trường hợp dương tính sau khi hoàn thành cách ly về địa phương. Các trường hợp người dân có triệu chứng sốt, ho thì cần báo ngay với trạm y tế xã phường để được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Công an thành phố lưu ý cấp giấy phép lưu thông cho các xe chở nguyên vật liệu của các dự án trọng điểm đang được xây dựng của thành phố. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ và thành phố, căn cứ thực tế địa phương bổ sung biện pháp phòng chống dịch phù hợp, tiến hành xét nghiệm cho các trường hợp tham gia cung ứng hàng hóa, shipper đảm bảo định kỳ 3 ngày một lần. Đề nghị là các địa phương mà chúng ta đã là có kết quả là 100% âm tính ấy, ở hộ gia đình ấy, chúng ta cố gắng bảo vệ cái vùng xanh này. Bảo vệ vùng xanh này cho thật tốt. Họ quyết tâm chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đối với những cái vùng phong tỏa thì tăng cường các cái biện pháp như chúng ta đã làm và có thể làm mạnh hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương khẩn trương tổng rà soát, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đề nghị là các địa phương tiếp tục quan tâm và chuyển hết tất cả những cái món quà, những cái chế độ càng sớm càng tốt đối với người dân. Đặc biệt là rà soát những cái đối tượng mà chúng ta lâu nay chúng ta chưa được hỗ trợ. Hoặc là có nhưng mà chậm thì đề nghị các quận huyện mà chúng ta làm. Sáng hôm nay chúng ta cũng thống nhất rằng là chúng ta không quá nặng nề về các cái thủ tục hành chính. Có thực tế nó có diễn ra thì chúng ta làm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất mua thêm camera giám sát trên cơ sở đồng bộ với các dự án đô thị hạ tầng đang triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý cho mở thêm một dây chuyền chế biến của lò mổ Đà Sơn để cung ứng nguồn lương thực thực phẩm cho thành phố. Đề nghị Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan tới nguồn hàng hóa cung cấp cho thị trường.